thay đổi. Bàn thắng mở tỷ số sẽ tạo nên tâm lý tốt cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và có thể những bàn thắng tiếp theo sẽ đến. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. 2-0 rồi. Tuyệt vời. Những bàn thắng chỉ trong ít phút mang lại một cảm xúc thực sự là bùng nổ trên sân vận động Hàng Đẫy. Và bây giờ thì bữa tiệc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng có ít phút thì đội tuyển Việt Nam đã có liền 2 bàn thắng, một từ Tiến Linh và bây giờ là Quang Hải. Một phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn của Park Hang-seo, đó là không phải vội vàng và cứ duy trì sức ép thì điều gì phải đến cũng sẽ đến. Một pha bứt tốc ấn tượng của Hồng Duy. Và đường truyền của Hồng Duy cho Quang Hải cũng chính xác và thuận lợi giống hệt như đường bóng mà Trọng Hoàng đã dành cho Tiến Linh. Bàn thắng thứ hai của Quang Hải tại AFF Cup năm nay. Và đang có một điều rất trùng hợp trong các cầu thủ ghi bàn của đội tuyển Việt Nam là 6 bàn thắng chia đều cho 3 người: Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải. Khi Hồng Duy có được bóng và đưa bóng đi sát đường biên ngang thì cơ hội đã đến rất nhiều với đội tuyển Việt Nam. Và Hồng Duy thực sự tỉnh táo khi có một đường truyền như vừa rồi dành cho Quang Hải. Cho dù có những sự thay đổi ở điểm xuất phát, nhưng Park Hang-seo vẫn giữ nguyên thủ môn Văn Lâm và bộ ba hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh. Campuchia hôm nay ra sân với trang phục màu trắng. Campuchia cũng đã có 3 cầu thủ ghi bàn như đội Việt Nam. Một người đã ghi 2 bàn là Cham Vatanaka. Hai vị trí còn lại ghi 1 bàn là số 7 Moni Odom và số 9 Keo Suk Feng. Bên phía Việt Nam, Anh Đức và Công Phượng đều đã có được 2 bàn thắng. Quang Hải đã ghi 1 bàn. Thủ môn bắt chính của đội Campuchia mang áo số 22, Um Vichet. Hiệp 1 của trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Đây là trận đấu rất đáng nhớ với nhiều khán giả ở thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những người xem bóng đá lâu năm. Sân vận động Hà Nội mang nhiều chứng tích lịch sử. Sau chỗ này sẽ được làm lại. Sân vận động Hàng Đẫy trước đây có tên là sân Septo. Và ngay sau khi hòa bình lập lại miền Bắc đã có những trận đấu quốc tế tại đây với sự chứng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và như vậy là trọng tài người Trung Quốc ông Ma Ninh vừa nổi tiếng gọi khai cuộc. Đã rất lâu rồi thì bầu không khí của giải vô địch Đông Nam Á mới trở lại sân vận động Hàng Đẫy. Lần gần nhất người ta được chứng kiến một trận đấu của AFF Cup diễn ra tại đây là vào năm 2014. Khi đó vào ngày 28 tháng 11 thì Indonesia và Lào đã gặp nhau trong khuôn khổ bảng A
đó là trận đấu mà Việt Nam phải đá trên sân Mỹ Đình. Chính xác là Việt Nam chọn sân Mỹ Đình thời điểm đó, và hai trận đấu diễn ra cùng giờ. Lúc này mặt cỏ của sàn đấy rất đẹp. Đây là mặt cỏ đã được câu lạc bộ chủ nhà Hà Nội duy trì vài năm ở đây và góp phần vào lối chơi đẹp mắt, đồng thời rất hiệu quả của câu lạc bộ Hà Nội. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Campuchia cũng tỏ rõ quyết tâm sẽ tạo nên bất ngờ, và hai đội đã nhập cuộc đầy chủ động. Đội xuất phát của Việt Nam ngày hôm nay có 5 cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, và theo chúng tôi thì việc quen sân bãi là lợi thế không nhỏ. Sau trận đấu với Myanmar, ông Park Hang-seo nói rằng ông không hài lòng về kết quả trận đấu, về lối chơi thì hài lòng một nửa. Theo chúng tôi đó là một nhận định rất xác đáng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì người giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của Campuchia Kesu Kelana không có mặt và dứt điểm. Cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía đội tuyển Campuchia, đó là Ung Vichet. Pha dứt điểm của Phan Văn Đức. Văn Đức cùng với Tiến Linh và Quang Hải đang là ba mũi tấn công của đội Việt Nam. Chúng ta cùng xem một lần nữa tình huống này. Phan Văn Đức là cầu thủ ở giải đấu này đã từng đá chính thay cho Trọng Hoàng ở bên phải. Vị trí nào Văn Đức cũng cố gắng đảm đương tốt. Đội Việt Nam chơi pressing. Mặt sân và thời tiết rất thuận lợi cho các đội Việt Nam. Đây là một pha tấn công. Ở trận đấu ngày hôm nay bên phía Campuchia, theo danh sách mà chúng tôi có được thì niềm hy vọng số 1 cỏ là Trang Văn Thaka không đá chính. Trang Văn Thaka là một trong vị trí dự bị của Campuchia trong trận đấu ngày hôm nay. Sự có mặt của Tiến Linh sẽ tạo ra những nét mới. Chúng ta chờ đợi ở Tiến Linh những pha băng cắt, điều mà vua Phở Lê Nội đã từng thể hiện tốt tại V-League 2018. Tiến Linh sẽ là một giải pháp khác với mẫu tiền đạo như anh Đức, trẻ trung, năng động hơn. Trong số những sự điều chỉnh trong đội xuất phát của đội tuyển Việt Nam thì chất lượng cũng như sự phù hợp mà các cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập lần này. Cầu thủ vừa chuyền bóng cánh phải vào là Jin Chuen. Hồng Duy đang chơi bên trái thay cho Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã phải nhận một thẻ vàng. Theo chúng tôi thì ngày hôm nay ông Park Hang-seo để cho những cầu thủ đã phải nhận thẻ không đá chính, đồng thời cho những người cần chứng tỏ năng lực vào là điều rất hợp lý. Giữa sân của đội Việt Nam lúc này là hai cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Cầu thủ đã phạm lỗi là Trang Polin. Việt Nam đang thi đấu tương đối đều ở hai cánh. Nếu như trong hai tình huống lên bóng đầu tiên chúng ta xuất hiện ở bên trái, thì vừa rồi là một tình huống tấn công bên cánh phải. Rõ ràng đây là trận đấu mà ông Park đã để các học trò của mình thoải mái hơn ở mặt trận tấn công. Quả chơi bóng của Quang Hải. Ném biên cho Campuchia. Lần đầu tiên ở giải đấu năm nay Đỗ Hùng Dũng đá chính.
Đức Huy lần đầu tiên xuất hiện trên sân. Vừa rồi là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho Hồng Phan. Theo bảng chữ là như vậy. Anh sẽ phải vắng mặt ở trận đấu sau. Campuchia là đối thủ thuộc vào loại ưa thích nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Theo thống kê thì Việt Nam và Campuchia đã gặp nhau 5 lần và Việt Nam toàn thắng. Chúng ta đã ghi tới 29 bàn thắng vào lưới đối thủ này và chỉ nhận lại 5 bàn thua. Pha phát bóng ngang chính xác của thủ môn Umvichet. Phải tới 20 năm thì sân vận động Hàng Đẫy mới được chứng kiến một trận đấu của đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ giải. Của Tiger Cup 98 với Singapore. Trận đấu mà Việt Nam đã thất bại bởi cái lưng của Sasikuma. Không ai ngờ là một quãng thời gian dài như vậy thì Việt Nam mới thi đấu giải vô địch Đông Nam Á tại sân Hàng Đẫy. Quang Hải có thể dứt điểm. Cầu thủ Việt Nam đang chơi rất thoải mái về tâm lý. Á hậu Huyền My có mặt trên sân và theo dõi cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Huyền My là một fan của câu lạc bộ Chelsea. Đây là tình huống mà Quang Hải có nhiều khoảng trống để dứt điểm, nhưng cũng có thể được quen với mặt sân Hàng Đẫy là một yếu tố giúp cho anh tự tin tung ra cú sút. Theo cảm giác của chúng tôi thì ngày hôm nay đội Việt Nam sẽ chơi rất thoải mái. Bên cạnh mặt sân tốt, bầu không khí quen thuộc thì sân Hàng Đẫy luôn là nơi có thể tạo ra áp lực với đối thủ tốt hơn so với Mỹ Đình. Sự cổ vũ khán giả sẽ tác động trực diện hơn tới cầu thủ. Cầu thủ Việt Nam chưa ghi bàn nhưng nhập cuộc đúng với mong muốn của Hồng Phan Xô. Nói chung lúc này chúng ta cảm nhận được sự yên tâm. Không do lý do gì mà Chavataga không đá chính ở trận đấu ngày hôm nay. Như chúng tôi đã nói thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Campuchia hiện nay, ông Keisuke Honda, đã không góp mặt ở trận đấu này bởi Honda vẫn đang thi đấu và phải trở về thi đấu tại giải vô địch quốc gia Australia. Keisuke Honda cổ động viên của nước này phản đối bởi vẫn là cầu thủ và không thể tập trung được hoàn toàn cho Campuchia. Thậm chí nhiều người đã gọi anh và điều đó cho thấy là Honda không hẳn chỉ là một sự lựa chọn mang tính ngoại giao. Cơ hội tốt. Rất tiếc. Bóng được chuyền cho Tiến Linh. Đường chuyền rất hay. Lúc này thì cựu tuyển thủ Nhật Honda đang mở học viện bóng đá tại Campuchia. Có thể sự gắn kết của anh đội tuyển Campuchia xuất phát từ học viện của anh trên đất Campuchia. Phút thứ 10 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Trên sân vận động Hàng Đẫy. Sau khi được xây lại thì sân Hàng Đẫy sẽ có hệ thống ngầm nhiều hơn. Cùng lúc này trên kênh VTC9 và VTC9HD thì chúng tôi đang gửi tới quý vị và các bạn trận đấu giữa Malaysia và Myanmar. Cuộc đối đầu có thể gọi là tử chiến giữa hai đội. Và chắc chắn là trong quá trình tường thuật chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trận đấu này vì nó có liên quan mật thiết
tới tương lai của ba đội bóng vẫn đang tranh đua hai tấm vé vào bán kết là Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Lúc này tỷ số trận đấu Malaysia-Myanmar vẫn đang là không đều. Phải đi bóng rất quyết tâm của cầu thủ Campuchia. Tuổi. Campuchia đang thi đấu với sơ chiến thuật 4-5-1. Tiền đạo cắm của đối khách là Shin Kakada. Trong khoảng. Quang Hải. Duy Mạnh. Đình Trọng. Đình Trọng và Duy Mạnh là bộ đôi trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã lập nên những kỷ lục tại V-League ngày 18. Đường truyền vào của Trọng Hoàng hơi thiếu cảm giác. Trọng Hoàng đã từng ghi những bàn thắng đẹp ở sân hàng đẫy khi thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Với những đội khác thì Trọng Hoàng cũng đã lập công tại sân hàng đẫy. Ở trận đấu ngày hôm nay bên phía đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn không có tên trong danh sách đăng ký. Theo chúng tôi được biết thì Văn Toàn đã gặp phải chấn thương sút, một chấn thương nguy hiểm. Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam vẫn hơi bị vội. Đó là điều chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì bộ ba tấn công đang chơi trên sân không có nhiều dịp đá cùng với nhau. So với Malaysia vẫn có cửa để vào bán kết.
Cacada when he runs. Look at it. Okay? Next, Cacada. Come on, man. Help him.
Okay, again. Back. Kakala, back. Yes, man. Tiva, go! Come on, Tiva, go!
Hey!
Đức Huy cũng đã có một cú sút nhưng bóng đi không hiểm hóc đối với thủ thành Umvichet. Phút thứ 33 và tỷ số trên sân hàng đấy vẫn đang là không đều. Hùng Dũng. Đức Huy. Quang Hải. Hồng Duy. Vẫn đang có nhiều phương án tấn công khác nhau được các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thực hiện để có thể tạo ra những cơ hội. Và thực tế thì những cơ hội rõ ràng đã đến với các cầu thủ của chúng ta. Chỉ có điều là thủ môn đội bạn chơi chắc chắn và những cú đá của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ hiểm hóc để có thể tạo ra bàn thắng. Cho đến thời điểm này thì chúng ta thấy được hai điều từ đội tuyển Campuchia. Điều đầu tiên là họ vẫn tiếp tục tiến bộ, thể hiện sự tiến bộ một cách rõ ràng trong những năm qua. Và điều thứ hai là khi mà một đội bóng vào trận với một tâm lý thoải mái thì họ có thể đá hay hơn so với bình thường. Campuchia ngày hôm nay không có một mục tiêu nào rõ ràng, họ không có áp lực phải thắng hay phải hòa bởi vì họ đã chắc chắn bị loại. Huấn luyện viên của đội bóng này còn cất chân sút chủ lực trên băng ghế dự bị. Đó cũng là điều mà chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì họ đang tập trung cho mặt trận phòng ngự trước một đội tuyển Việt Nam mạnh hơn rất nhiều. Trọng Hoàng. Duy Mạnh. Pha phở biên tốt. Vẫn là cao thủ Việt Nam. Đức Huy. Duy Mạnh. Đội tuyển Campuchia tập trung rất đông bên phần sân nhà. Những pha phối hợp của chúng ta dường như chưa tạo ra được những bất ngờ đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia. Thời gian kiểm soát bóng vẫn đang là vượt trội nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Còn 10 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu trên sân hàng đấy giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ kết thúc. Và một lần nữa chúng ta lại thấy rằng đội tuyển Campuchia có thể nhập cuộc tốt như thế nào khi gặp những đối thủ mạnh hơn. Điều mà họ cũng đã trình diễn trong trận đấu gặp Malaysia và Myanmar. Lúc này thì đội tuyển Malaysia vẫn đang dẫn trước Myanmar với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Tilan Talaha. Quý vị có thể theo dõi lại bàn thắng này ở trên ứng dụng VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Và cùng giờ vào lúc này thì Đài Truyền hình Việt Nam cũng đang tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Malaysia và Myanmar trên kênh VTV5. Hồng Duy. Quang Hải. Đó là tính cách Park Hang-seo.
Một pha phạm lỗi xứng đáng và nhận thẻ vàng của cầu thủ bên phía đội tuyển Campuchia. Đó là tiền vệ Chan Polin của đội tuyển Campuchia. Rõ ràng tiền vệ Chan Polin, mà số 8 của đội tuyển Campuchia, là người có một lối chơi khá rắn. Trước khi phải nhận thẻ vàng trong tình huống tranh chấp vừa rồi thì Chan Polin đã hai lần phạm lỗi rất là rõ ràng với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Lần này thì đứng trước bóng đang là Quế Ngọc Hải và Hùng Dũng. Ngọc Hải, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Vichet. Cũng trên sân nhà thì đội tuyển Myanmar đã mất hơn 60 phút để có thể ghi được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Campuchia. Của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2018. Và là một bàn thắng mang tính chất giải tỏa rất hữu ích. Thêm một cơ hội nữa. Quang Hải. Không được. Quang Hải. Trong một thế trận mà đội tuyển Campuchia đã nhập cuộc khá tốt, họ chơi tương đối là tỉnh táo và đã đứng vững trong gần hết thời gian của hiệp 1, thì chúng tôi vẫn luôn nói rằng hy vọng bàn thắng đến với đội tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta đã thấy đội tuyển Campuchia chơi tốt như thế nào trước Malaysia, trước Myanmar, và điều đó tiếp tục được thể hiện trong khoảng gần 40 phút đầu tiên trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân hàng đấy. Nhưng sau bàn thắng vừa rồi của Tiến Linh thì có thể mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Bàn thắng mở tỷ số sẽ tạo nên tâm lý tốt cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và có thể những bàn thắng tiếp theo sẽ đến. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. 2-0 rồi. Tuyệt vời. Những bàn thắng chỉ trong ít phút mang lại một cảm xúc thực sự là bùng nổ trên sân vận động hàng đấy. Và bây giờ thì bữa tiệc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng có ít phút thì đội tuyển Việt Nam đã có liền hai bàn thắng, một từ Tiến Linh và bây giờ là Quang Hải. Một phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn của Park Hang-seo, đó là không phải vội vàng và cứ duy trì sức ép thì điều gì phải đến cũng sẽ đến. Một pha bứt tốc ấn tượng của Hồng Duy và đường truyền của Hồng Duy cho Quang Hải cũng chính xác và thuận lợi giống hệt như đường bóng mà Trọng Hoàng đã dành cho Tiến Linh. Bàn thắng thứ hai của Quang Hải tại AFF Cup năm nay. Và đang có một điều rất trùng hợp trong các cầu thủ ghi bàn của đội tuyển Việt Nam là 6 bàn thắng chia đều cho 3 người: Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải. Khi Hồng Duy có được bóng và đưa bóng đi sát đường bên ngang thì cơ hội đã đến rất nhiều với đội tuyển Việt Nam. Và Hồng Duy thực sự tỉnh táo khi có một đường truyền như vừa rồi dành cho Quang Hải. 2-0 và mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn dành cho đội tuyển Việt Nam sau khoảng hơn 30 phút đầu tiên gặp khó khăn trước hàng thủ của đối phương. Trọng Hoàng. Những pha bóng cho thấy sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam. Rất tốt. Đó là pha băng lên của Duy Mạnh. Hồng Duy.
một loạt những tình huống tranh chấp hiệu quả của các cầu thủ chúng ta. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam theo thống kê vừa hiện trên màn hình đã có 10 cú dứt điểm, trong khi đối phương vẫn chưa có tình huống dứt điểm nào. Một thế trận và những con số thống kê hoàn toàn vượt trội dành cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Và hai bàn thắng đến với chúng ta là một phần thưởng rất xứng đáng. Hồng Duy. Những pha phối hợp tốt bên phía cánh trái. Với Tiến Linh. Có chiều cao rất tốt ở bên trong vòng cấm địa thì những quả tạt bổng là điều có thể sử dụng một cách thường xuyên. Và bàn thắng mở tỷ số cũng đã đến từ một tình huống như vậy. Nhưng tất nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều những phương án tấn công khác đa dạng, nhất là trước một đối thủ không phải là cân bằng như đội tuyển Campuchia. Vừa rồi quý vị có thể quan sát thấy một loạt những tình huống tranh chấp hiệu quả của Đức Huy ở khu vực giữa sân. Rất mạnh mẽ. Châu Hoàng. Tiến Linh. Không đúng với khung thành của thủ môn đội tuyển Campuchia. Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang thi đấu với một sự hưng phấn rất cao độ. Thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và trước một sự cổ vũ tuyệt vời như thế này của các cổ động viên, thì các cầu thủ đang thi đấu đầy cảm hứng. Đường chuyền của Trọng Hoàng, pha thoát xuống của Hồng Duy, những cú đánh đầu của Tiến Linh và cả tình huống chọn vị trí chuẩn xác của Quang Hải nữa. Những kết quả hiện tại đang mang tới lợi thế rất lớn để giành ngôi đầu bảng cho đội tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Campuchia và đó là một tình huống dứt điểm không có gì khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam nếu như kết quả này giữ nguyên cho đến hết trận sẽ chỉ mất ngôi đầu bảng nếu như Myanmar ghi được ít nhất là 3 bàn vào lưới của đội tuyển Malaysia, một điều quá khó khăn. Lúc này thì Myanmar vẫn đang để cho đội tuyển Malaysia dẫn trước 1-0. Những màn trình diễn thuyết phục và ngôi đầu bảng là điều mà đội tuyển Việt Nam vẫn đang thể hiện và đang hướng tới. Hùng Dũng. Rất chính xác. Hồng Duy. Quang Hải. Tuyệt vời. Những pha phối hợp nhóm với nhau và buộc đối thủ phải chạy theo bóng sẽ khiến cho các cầu thủ Campuchia bị xuống sức nhanh. Đội bóng của chúng ta đang làm được điều đó. Xin chúc mừng thành công của đội tuyển bóng đá phát triển Việt Nam.